Tháp đồng hồ Big Ben đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 để tu bổ trong vòng 4 năm đến năm 2021. Trong kế hoạch tu sửa, khung đồng hồ Big Ben sẽ được tháo ra, từng bánh răng được kiểm tra và sửa chữa tỉ mỉ. Bốn mặt của đồng hồ cũng sẽ được làm sạch và tân trang. Đây là chương trình bảo tồn lớn nhất từng được thực hiện đối với tháp đồng hồ này và cũng liên quan đến việc tháo dỡ toàn bộ phần mái được gắn từ hơn 3.400 miếng sắt để sửa chữa. Chiếc chuông nặng 13,7 tấn vẫn sẽ được giữ nguyên tại vị trí, tuy nhiên nó sẽ chỉ được dùng trong những sự kiện quan trọng lớn của quốc gia như lễ giao thừa. Hiện các kiến trúc sư và kỹ sư đang tiến hành sửa chữa phần khung của tòa tháp. Với một tòa tháp độc đáo như thế này, công trình được xếp loại một và là di sản thế giới, thì chỉ khi bạn bắt đầu tháo dỡ từng lớp một, bạn mới thấy được những thứ bạn không ngờ tới. Và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra ở phần mái. Và chúng tôi chưa thể biết được phần mái có những hư hại gì cho đến khi chúng tôi tháo dỡ hoàn toàn. Tháp Big Ben có tên chính thức là tháp Elizabeth nhằm vinh danh nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Big Ben là tên quả chuông lớn nhất trong số 5 quả chuông của tòa tháp. Tháp đồng hồ Big Ben cao 96 mét, nằm trong quần thể cung điện Westminster bên bờ sông Thêm. Đây là nơi làm việc của Quốc hội Anh, được xếp hạng di sản thế giới và trở thành điểm đến thu hút rất đông khách du lịch.